Linh làm nhiều món quá, ngon quá, biết món thật nào sự là Vy thì là những cái món ăn gia đình như là cá kho, rồi canh chua, rồi đồ xào. Hồi xưa đi học á là đã có cái tay khéo lúc mà đi thi chuyển cấp á, là xào cái món bông cải xào thịt bò mà được khen trước lớp luôn, được khen trước cái lớp mà của cái tất được cả đúng rồi, được có ba chánh. Là cô nói là tại sao ăn vô cái miếng bông cải này nó rất là giòn, nhưng mà nó đã chín rồi, nhưng mà cái độ bông cải nó vẫn còn giòn và cái thịt bò nào xào tới. Mà lúc đó là lớp mới lớp 9 thôi. Nó điềm báo mà mình nghĩ trong đầu mình chỉ làm theo cái kiểu của mình thôi. Nó sau này nêm nếm rồi rất là vừa. Bây giờ đi lấy chồng rồi là mình tự làm được những cái món mà mình thích đó. Anh Thái thường hay thích đó, ăn cá kho. Cũng phải là có khiếu mà, phải không chị? Đúng rồi đó. Phải có khiếu được cái lưỡi đó, mình phải nếm được. Đúng rồi, là một người là yêu bếp thực sự. Yêu bếp đó, thực sự luôn á. Nhưng mà thực sự là đó là một cái niềm vui mà Em cũng nấu rất là nhiều món đấy, kiểu phức tạp cho chồng em. Tức là mình kiểu xem công thức trên mạng, mình cũng muốn hâm nóng gia đình mà. Nấu kiểu như là gà hầm sen này, xong rồi là dạ vâng chân giò hầm sâm nọ kia. Mấy cái món mà giỏi chưa, đâu có phải giỡn đâu. Này nhá. Nhưng mà chồng em lại không thích ăn mấy món đấy chị ạ. Đó. Để cho ăn nước lèo hầm em. Ăn nước lèo hầm em. Chị thích ăn em rồi. Đàn bà ghét bếp có gì sai? Quá. Ghét bếp hả? Nghe là biết là chủ đề của em rồi đúng không? Kiều Thanh, mỗi lần ai gặp em cũng hỏi là em có biết nấu ăn không? Ủa chi, có rất nhiều câu hỏi khách mới hỏi em biết tắt bính không? Em biết sửa xe không? Biết lau nhà không? Em biết đổ rác không? Trời ơi, lớp 9 em có học về điện, em biết sửa điện nha. Em biết sửa điện, sửa điện. Hỏi về sửa điện, đừng hỏi về nấu ăn. Đúng không em? Nhỏ, những bốn cái môn hồi xưa có học nữ công gia chánh mà. Dạ em chọn lớp học điện mà chị, mình có hai lựa chọn mà. Em chọn tin học. Đúng rồi. Em tin và chuyên học. Em chọn học điện. Nhưng mọi người có nghĩ là ví dụ một ngày nào đó rồi là mình sẽ không ai làm đồ ăn cho mình phải tự làm đồ ăn và mình phải tự lo cho chồng mình, với con mình chẳng hạn, và mình sống một đất nước khác, mình không có người giúp việc, hoặc là sát nhất là mùa dịch vừa rồi. Chính xác. Ví dụ như Covid á. Covid mà không có một ai giao hàng đi, ví dụ không ai hết thì mọi người đang nói gì vậy ta? Mọi người đang nói gì nhỉ? Những người quyết tâm. Không. Chắc là đang sống qua mùa dịch mà không yêu hết. Nấu hỏi ăn đó, giảm cân. Đấy. Không, thật sự luôn á mọi người, mặc dù em không phải là một người ghét bếp như Thanh. Nhưng thành em bị đá một phút một. Nhưng em không yêu bếp như hai chị. À, thực ra là cái bếp nó ghét em. Mọi người hiểu không? Nấu ăn rất là dễ. Em nấu ăn rất là dễ đúng không? Đúng. Cái chuyện ăn được hay không nó mới là cái chuyện quan trọng. Chính xác. Đúng rồi. Cái nấu ăn thì dễ. Cái bếp nó ghét em phải đính chính lại là cái bếp nó ghét em, chứ em không hề ghét cái bếp. Thì mình cứ nấu thôi, ăn được ăn. Em mạnh thủy, bếp mạnh quả. Đúng. Tới đưa là cái tự nhiên nó bị chảo chứ. Nó không hợp phong thủy. Em hỏi thật nhá, cái niềm vui của mọi người khi mà mọi người nấu ăn đó là cái gì? Chị thì không phải là một người yêu bếp như chị Vy đâu. Chắc là chị Vy là một người yêu tức là thích mày mò những món ăn. Còn chị là đi vô bếp là chỉ có nấu cho con với chồng, chứ không phải là vì chị thích nó quá. Đó không phải là sở thích của chị. Nhưng mà vì trách nhiệm rồi là con mình nhỏ quá thì mình cảm thấy như là mình khi mình nấu những cái món ăn đó mình sẽ nghĩ là sẽ hợp khẩu vị với con, hoặc là con sẽ ăn những cái khẩu phần như thế nào mình chưa dám cho người khác phải nấu. Đúng đó rồi. Hoặc là ông xã của chị thì một người cũng đặc biệt nữa, như mọi người cũng thấy là anh ăn uống cũng có cái tiêu chuẩn riêng, cho nên là bắt buộc là chị cũng phải vào bếp. Đó là cái chuyện là bị đặt vô bếp thì cho nên là dần dần là tự nhiên cái quen nhau vậy đó, tức là không yêu thì cũng phải cố gắng để yêu. Nghĩ là vậy, chị là trong trường hợp đó. Còn bản thân em thì em nghĩ là thật sự là có những người phụ nữ á, giống như là đi ra ngoài làm trụ cột, giống như em ở nhà em trụ cột lắm luôn á, xong em không có thời gian luôn. Em không có thời gian để mà em nấu ăn thật. Nhưng mà thật sự phụ nữ ví dụ như không giỏi bếp thì giỏi những cái chuyện khác, nó không thể bù đúng lại được. Như là chồng em rất là yêu bếp, cái này nó bù với cái kia. Đúng rồi, thế chứng tỏ là những người phụ nữ ghét bếp sẽ gặp được những người đàn ông nghiện nhà. Đúng. Đảm bảo là chồng của bông là nấu ăn giỏi. Vâng, chồng em nấu ăn được. Còn ông nên đây này không biết nấu luôn, nấu món canh mà thử bữa đó là như món chè luôn. Nhưng mà em thấy có một cái như này này. Thế nhưng mà khi mà lấy về lại bắt đầu đâm ra có một cái trò, đó là bắt đầu là so sánh.
là tại sao mà vợ lại chả bao giờ nấu cho anh ăn món gì anh thích, cũng hay khó hiểu lắm nhá. Yêu á thì kêu là anh nấu cũng được, em không cần biết nấu, em chỉ cần biết làm những việc khác cho anh thôi, ví dụ như là massage cho anh cũng ok nè. Em biết massage mà, trời ơi, massage hơi bị siêu đó. Thấy chưa, em vẫn chăm sóc chồng em, em vẫn chăm sóc chồng em, nhưng mà đến thời điểm này nhá, bắt đầu đi ra ngoài tuyên bố với cả mọi người rồi đi tuyên truyền rằng là ở nhà em như một con ô xin, ý là nói chồng em. Chồng em tự nói với mọi người là anh chị biết không, em ở nhà em như một con ô xin, khiến cho em trở thành một cái người vợ mà không làm gì ở nhà ấy. Chỉ nằm vắt chân lên nằm xem bóng đá ấy chị. Đó, tức là biến em thành một cái người như vậy luôn. Em không biết hiểu. Anh là một người đàn ông. Tại sao quan điểm ai cũng nói là phụ nữ phải biết nấu ăn mới là phụ nữ chuẩn mực. Chị đi thấy đầu bếp trong nhà hàng năm sau đồ này nấu mới đầu bếp mà đàn ông không mà. Có lý là gì? Cũng ví dụ như giờ em hơi giỏi nấu ăn, ai nhận em? Ai nhận em đâu? Đúng. Em nói như vậy là không có gì đâu. Em đang làm chị Vi rất là buồn thiệt chị luôn á. Tại vì thật sự đối với em thì là trước không có biết nấu ăn nhiều, nhưng mà do là sanh hai đứa nhỏ ở bên Canada thì qua bên đó thì là cũng phải tự động mà nấu đồ ăn. Nếu mà không thì ai nấu cho mình ăn, thì cũng phải là bắt đầu từ những cái số không thôi. Thì mình lúc đầu mình nấu thì không ngon, nhưng mà từ từ biết là quen. Rồi sau khi mà nấu quen rồi là muốn nấu món này rồi món kia, rồi về nấu cho chồng ăn. Dụ như là ổng thích ăn món này món kia thì mình làm được, thì mình thấy đó là niềm vui của mình, nên là mình rất là yêu cái bếp. Công việc của mình nhẹ nhẹ làm online mỹ phẩm chẳng hạn, trong thời gian rảnh thì mình có thể lo cho chồng con bằng cái bếp. Thực mình ra, giữ cái hạnh phúc gia đình bằng cái bếp. Cái giới trẻ bây giờ cũng sẽ rất là nhiều như Bông hay như Thanh, rất là nhiều luôn. Bởi vì mình còn có rất là nhiều công việc khác. Dạ. Mà cái thời cơ của công việc nó chỉ có một thời, thì mình tận dụng cái thời gian mà mình còn có thể mình làm được những cái công việc mà hiện tại của mình, rồi còn mình sẽ bổ túc từ từ. Tất nhiên là em không thể nào nói là suốt đời em sẽ không biết nấu ăn, chị không tin điều đó. Sẽ có một lúc em sẽ biết, nhưng mà bây giờ tại vì cái thời điểm này em dành cho cái công việc khác, ví dụ vậy đó. Nó là tùy thời điểm của mỗi con người, nó có cái cột mốc nó khác nhau. Có nghĩa ra là phụ nữ của chúng tôi không có cái gì không làm được, chỉ có thích hay không thôi. Đúng, chỉ có thích hay không thôi. Nhưng mà vấn đề rõ ràng đây là hai người đàn ông cũng được hết chưa. Cái việc mà nấu ăn nội trợ á, em nghĩ nó cũng không nên là quá là phải là phụ nữ, mà cũng không nên quá là người đàn ông. Nếu mà vợ chồng mà dung hòa được cái thời gian dành cho nhau rồi. Quan điểm của em là em vẫn thích ăn cơm nhà, chứ không phải là em không thích. Tuy nhiên là lúc nào mà mình có thời gian ấy, mình dành thời gian cho nhau ấy, thì chồng có thể nấu món này, vợ có thể nấu món kia, hoặc chồng nấu cơm rồi vợ rửa bát kiểu thế. Tức là mình dành cái thời gian cho nhau ở trong cái bếp. Bởi vì em cũng thấy là chị Mai nói đúng, cái bếp nó là nơi mà xây dựng cái hạnh phúc đúng của cái gia đình, nơi giữ lửa. Nên là lúc nào về nhà em cũng bật cái bếp lên để cho chồng em thấy rằng là cái bật bếp đó có ăn thôi. Đi đấy, mua cơm hộp ngoài đâu biết. Về đổ ra bật tại cái bếp. Bếp nó không có thương em, nhưng mà em nấu gà mà nó lại thành màu đen thì em không đổ chết mất. Nhưng mà chị nấu ăn mà món nào mà chồng chị hay khen đó. Thực ra thì cái món ăn mà anh Nghiệp có thể ăn trường kỳ mà lâu nhất và không kêu thám mà trong vòng có thể một năm liền luôn, đó là gà yến mạch không gia vị. Gà yến mạch không gia vị, cái đó em gia vị xay ra, đó là món mà anh có thể. Gà yến mạch là cái gì hả chị? Ức gà nấu với yến mạch và khoai lang thì anh không bao giờ. Đó là những cái món như vậy thôi, rất đơn giản. Khoai lang hấp vậy thôi, buổi sáng ăn khoai lang hấp đó. Đây đó, tức là không phải nấu ăn được. Yêu bếp đi, ý là cái nấu ăn ở đây em đừng có bị nhức đầu là phải món này món kia mệt đó chị. Đó rất đơn giản, một người vợ được chồng yêu thương là bởi vì nấu cho khoai lang hấp. Chị Vi chắc mình làm nhiều món quá, ngon quá, biết món thật nào thật sự là nhất. Vi thì là những cái món ăn gia đình như là cá kho rồi canh chua rồi đồ xào. Hồi xưa đi học á là đã có cái tay khéo lúc mà đi thi chuyển cấp á, là xào cái món bông cải xào thịt bò mà được khen trước lớp luôn, được khen trước cái lớp mà của cái tất được cả chánh đúng rồi, được công gia chánh. Là cô nói là sao ăn vô cái miếng bông cải này nó rất là giòn, nhưng mà nó đã chín rồi, nhưng mà cái độ bông cải nó vẫn còn giòn và cái thịt bò nó xào tới. Mà lúc đó là lớp mới lớp 9 thôi. Nó điềm báo đó chứ. Mà mình nghĩ lúc đầu mình chỉ làm theo cái kiểu của mình thôi. Nó nước miếng này nêm đếm rồi rất là vừa. Bây giờ đi lấy chồng rồi là mình tự làm được những cái món mà mình thích đó. Anh Thái thường hay thích ăn cá kho. Cũng phải là có khiếu mà, phải không chị? Đúng rồi. Đó. Phải có khiếu cho cái lưỡi đó, mình phải nếm được. Đúng rồi. Là một người là yêu bếp thực sự. Yêu bếp đó, thực sự luôn á. Nhưng mà thực sự là đó là một cái niềm vui mà. Em cũng nấu rất là nhiều món đấy, kiểu phức tạp cho chồng em. Tức là mình kiểu xem công thức trên mạng, mình cũng muốn hâm nóng gia đình mà. Nấu kiểu như là gà hầm sen này, xong rồi là dạ vâng chân giò hầm sâm nọ kia. Mấy cái món mà giỏi chưa, đâu có phải giỡn đâu. Này nhá. Nhưng mà chồng em lại không thích ăn mấy món đấy chị ạ. Đó.
mà. Ủa, để cháu ăn ăn nước lèo hầm em. Ăn nước lèo hầm em. Chồng em chỉ thích ăn em mà. Em lại đùa thế. Chồng em lại thích ăn những cái món rất là kiểu bình dân, xong rất kiểu rẻ tiền ấy chị. Kép bà mà chơi mấy cái món gì giò heo hộp của hớt em nữa. Cái món dùm cung vậy đó. Em cũng nghĩ vậy. Như là mỗi lần mà lên thực đơn cho chồng mình chị chơi quý clip luôn mà chơi. Nhưng mà xong cuối cùng chị biết là chồng em được ăn cái gì không? Đấy, đậu hũ thôi đó. Không, đậu hũ chồng em không thích ăn. Chồng em thích ăn nước mắm hành, nước mắm phi hành. Trời đất ơi. Vậy đó hả? Dạ, mọi người biết món đó không? Món đó là phi cái hành thơm lên, xong bỏ nước mắm vào, xong bỏ mì chính vào hết, bưng ra ăn chan với cơm này á chị. Còn nghèo khổ hơn cả kho quẹt. Đi bún gì không? Ừ, chứng tỏ là những cái món cao lương mỹ vị nó không quan trọng bằng cái tình yêu thương mà người vợ bỏ vào cái nước mắm. Em giờ em sẽ làm món nước mắm phi thường. Cái gì nước mắm phi thường? Mọi người nguyên chiếc phi thường trong nước mắm không? Sợ quá à? Chị cảm thấy thương Khánh thì phải sống với em á. Dạ thì sau khi chúng ta bàn luận rất nhiều chủ đề này thì em xin chốt lại đó chính là có yêu bếp hay không thì nó cũng thuộc về tính cách, sở thích. Tất cả chúng ta đừng có nên rập khuôn là đàn bà phải biết nấu ăn đó. Đừng có làm như vậy rất là khổ. Đúng rồi, và thực ra thì cái yêu bếp ở đây đừng có nghĩ là yêu bếp là cứ phải chua bếp để nấu hay là sáng như thế nào tối. Đấy, yêu rồi. Bếp ở đây là mình chỉ đơn giản là mình làm cho những người mình yêu thương những cái gì đó nhẹ nhàng. Như Mai nói là món khoai lang luộc chẳng hạn, ý đúng là rồi. Như vậy để cho mọi người hiểu là đừng có nghe nói là ui yêu bếp là phải làm cầu kỳ. Đúng không, rồi. Bỏ suy nghĩ đó. Đúng rồi, và khi mà mình đã yêu bếp rồi thì chồng mình cũng phải yêu mình. Đúng rồi. Đã nấu cho ăn rồi nhất định phải khen. Đúng. Kể cả có mặn thì cũng nói rằng là ăn cùng với cơm nó sẽ vừa. Em chứ nói không được nói là mặn. Đúng không chị? Em nói không phải là đúng nữa mà đúng với gia đình quá bây giờ chuẩn nè. Luôn chị ơi, em tên là bông chuẩn phải mà. Ăn mềm hả? Tức cứ kiểu gì hay là có dở chị nấu dở kiểu gì chị đã nói trước. Nếu như thấy dở là không ăn, mà đã gấp đũa vô ăn rồi là phải khen. Đúng. Thằng con chị của chị cũng luyện từ bé luôn là nguyên nào ăn là phải nói là cảm ơn mà má đã nấu cho con ăn. Trời ơi, chị tập rồi. Còn em á thì em thấy trong đồng vậy là thì em buồn ghê luôn á. Những lúc mình bỏ hết công sức mình nấu như vậy đó mà cứ là chê. Nhưng mà cũng không phải là chê, nhưng mà anh thì anh thích làm. Chị phải luyện tập cho chồng chị sang nhà em. Chiều quá. Bởi vì đàn ông lực đừng nên chịu. Đúng. Luyện tập sang cho sang nhà em vài hôm là về thấy nấu cơm ngon lên.